Xin chào, thời tiết gần đây cũng nóng nảy y như tính khí của mẹ tôi. Mỗi khi đã ngồi vào mâm cơm thì chợt phát hiện ra đứa con yêu quý của mình quên bật nút nồi cơm vậy. Vừa lùi húi rán trứng trên sân bê tông, tôi vừa tự hỏi, trong cái nóng như thiêu như đốt này, liệu có anh em nào từng ước ao được thoát khỏi sự cùm kẹp của lớp xiêm y để thỏa sức vẫy vùng cho mát mẻ tấm thân không nhở? Ít nhất là những thời điểm riêng tư như là tắt đèn lên giường đi ngủ thôi chẳng hạn. Chà, bật mí cho anh em nhé, đó cũng là mong muốn của rất nhiều thanh niên, chứ không riêng gì các ông đâu nha. Thậm chí, có đến 30% dân số trên thế giới đã trở thành fan cứng của trường phái vườn không nhà trống mỗi khi đêm xuống. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta có nên thoát y khi ngủ hay không? Điều này thực chất sẽ đem đến lợi ích cũng như là gây ra tác hại gì cho cơ thể? Tất cả sẽ có trong video ngay sau đây của Chất Xám. Bắt đầu thôi nào! Chẳng giấu gì anh em, gần nhà tôi có anh Trung. Tuy không đẹp trai nhưng được cái trai mặt. Chẳng thế mà dù ở nhà hay ra đường, anh cũng chẳng bao giờ nhờ cậy đến sự che chắn của cái áo cả. Cứ thế không ngần ngại để lộ ra cơ bụng 6 múi dồn một, tròn trịa như ông Phật Di Lặc, cùng cặp ô lâm ti núng nính. Chính vì thế mà anh được cả xóm tôi gọi với biệt danh Trung Trần Trụi. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng mỗi khi tắt đèn đi ngủ, anh Trung còn trần trụi hơn thế rất nhiều. Dù chẳng phải mang quốc tịch Nhật, nhưng chủ nghĩa tối giản vẫn thấm đẫm trong từng tế bào của chàng trai tuổi đôi mươi. Anh quan niệm, đèn đã tắt thì nhà ngói cũng như nhà tranh, cần gì phải quần to quần nhỏ lằng nhằng vướng víu lại thêm nóng nực. Cứ thế, đúng như biệt danh của mình, anh trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ trong mọi giấc ngủ. Này này, khoan vội phán xét đã nhá, những người anh em thiện lành của tôi. Mọi chuyện đều có lý do riêng của nó, và trong trường hợp này, quan điểm của anh Trung trần trụi thực sự cũng rất có lý đó nha. Các chuyên gia về giấc ngủ công nhận rằng việc giữ cho cơ thể ở trạng thái mát mẻ sẽ giúp bạn có một giấc ngủ sâu và chất lượng hơn hẳn so với khi mặc quần áo. Cũng như cái cách sữa tươi luôn ngon hơn khi uống lạnh, bạn cũng sẽ ngáy khò khò một cách ngon lành canh đào khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Chà, không cần đến điều hòa làm chi cho hại điện đâu nhá. Tất cả những gì các ông cần chỉ cần là chút bỏ bộ trang phục nặng nề trên người xuống mà thôi. Đơn giản quá phải không nào? Không chỉ vậy, theo Chất Xám tìm hiểu được, việc giam cầm con chim non suốt đêm dài trong chiếc quần chip bó sát sẽ làm gia tăng nhiệt độ của toàn bộ khu vực tam giác mật. Về lâu về dài, điều này có thể gây ra nhiều tác hại không mong muốn cho cỗ máy sinh sản của 500 anh em. Tiêu biểu nhất là sự suy giảm năng suất của trang trại sản xuất nòng nọc lớn nhất vịnh Bắc Bộ, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sinh sản ra các thế hệ F1 khỏe mạnh của tất cả các ông đấy nhá. Đó là còn chưa kể đến, những chèn ép từ trang phục quá chật khi ngủ có thể khiến con chim non bị biến dạng, y như cái cách mà ông tôi vẫn uốn cây bonsai theo dáng mà ông mong muốn vậy á. Ở đây chắc không có anh em nào muốn điều này xảy ra với mình đâu nhở. Vậy nên nếu phòng ngủ là chốn riêng tư của mình ông thôi, thì đừng ngại thử mát mẻ một lần, coi cảm giác sẽ thoải mái ra sao nhá. Còn đối với hội chị em, con bướm sinh xưa nay vốn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm men tồn tại, sản sinh và phát triển. Đó chính là lý do vì sao, ngoài vấn đề chăm sóc vệ sinh hàng ngày, đàn bướm cũng rất cần có những giây phút được sổ lồng bung xõa. Việc làm này không chỉ giúp khu vực cấm được thông thoáng, khô ráo, mà từ đó còn ngăn ngừa sự phát triển của các tác nhân gây hại, giảm thiểu rõ rệt nguy cơ mắc các bệnh khó nói ở cô bé nữa đó nha. Có thể các ông các bà chưa biết, nhưng ngoài việc trả tự do cho tam giác mật, trạng thái vườn không nhà trống còn giúp các cặp đôi trở nên hăng hái hơn hẳn trong chuyện xếp hình nữa đó nha. Vẫn biết, trăm năm kiều vẫn là kiều, thả rông muốn xoạc là điều tất nhiên. Cơ mà nguyên nhân sâu xa lại đến từ một loại hormone đặc biệt mà cơ thể tiết ra mỗi khi thoát y. Loại hormone này có tên là oxytocin, hay còn gọi với cái tên thân mật là hormone tình yêu. Chính nó là thứ chịu trách nhiệm chi phối não bộ của các ông trong quá trình thầm thương trộm nhớ crush hay là nóng ruột mong ngóng từng ngày được sơ trái cấm cùng nàng đấy nhá. Còn đối với các cặp vợ chồng mà nói, chuyện nuôi khi ngủ chính là liều thuốc kích thích tốt nhất để đánh thức cảm giác hưng phấn trong chuyện gối chăn. Cùng với những cử chỉ thân mật và cảm giác da chạm da trực tiếp, hormone tình yêu càng được tiết ra nhiều hơn, thúc đẩy mong muốn về chuyện đó lên ngưỡng cao trào. Đến đây chắc là hội FA đã hiểu vì sao khi mùa đông đến, ông nào ông nấy đều ao ước có gấu 37 độ để ôm chặt trong vòng tay mỗi ngày rồi phải không nào? Này này, tôi biết tổng được suy nghĩ đen tối trong đầu của các chiến hữu đấy nhá. Bao nhiêu ông có cùng sở hữu niềm mơ ước này mà chưa có dịp thực hiện nhở? Comment bên dưới video để chút bầu tâm sự cùng Chất Xám ngay thôi nào. Loa loa loa,
cô nào chồng bỏ chồng chê, thả rông một tối chồng mê đến già. Bởi lẽ thậm chí chẳng cần đến sự trợ giúp của hormone tình yêu thì việc duy trì thói quen thoát y khi ngủ cũng có thể đem đến những tác dụng bất ngờ đối với chị em trong chuyện làm đẹp. Tiêu biểu nhất chính là khả năng giảm mỡ thừa, trả lại cho phái đẹp vóc dáng thon thả một cách tự nhiên. Không như chúng ta vẫn nghĩ, cơ thể không hoàn toàn được thảnh thơi khi nghỉ ngơi đêm xuống. Trái lại, nó vẫn âm thầm thực hiện các hoạt động trao đổi chất cũng như chăm chỉ bài tiết các chất thải cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả, đó chính là một lượng mỡ thừa nhất định sẽ được đốt cháy khi chị em vẫn đang say giấc. Cái gì cơ? Chỉ cần ngủ thôi cũng có thể giảm cân á? Khoan vội trầm trồ, nghe tôi giải thích đã nha. Sở dĩ điều vi diệu này có thể xảy ra là bởi vì một phần nhiệt lượng của cơ thể vẫn luôn âm thầm thoát ra ngoài mỗi đêm thông qua làn da của các nàng. Vậy nên lúc này đây, nếu làn da ở trong trạng thái thông thoáng nhất có thể, nhiệt lượng tỏa ra cũng nhiều hơn, vì thế sẽ đốt cháy nhiều mỡ thừa hơn. Chà, đến đây hội chị em đã có thêm cho mình một cách để giảm cân tự nhiên và không kém phần an toàn rồi. Ngại gì mà không thử một lần các nàng nhỏ. Có thể các ông các bà còn chưa biết, nhưng thay vì để làn da tiếp xúc với vải vóc, cứ để chúng thoải mái vui đùa cùng khí chơi sẽ giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa một số bệnh nhiễm trùng đó nha. Đơn giản là bởi vì khi ở trạng thái mát mẻ, cơ thể sẽ được thông thoáng, làn da hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn so với lúc bị che đậy kín kẽ bởi quần áo. Lúc này, máu sẽ được lưu thông tốt hơn hẳn, tạo điều kiện cho da có thể thở được dễ dàng. Không chỉ vậy, mồ hôi cũng được bay hơi và thoát ra ngoài một cách thoải mái, từ đó làn da có thể giải phóng được các chất dầu tự nhiên. Đó là lý do vì sao khi thức dậy sau một đêm ngủ sâu giấc và thoải mái, ai nấy đều thấy da mình căng bóng mịn màng hơn rất nhiều. Nếu chưa được tận hưởng cảm giác tuyệt cú mèo này thì còn chờ gì nữa mà không thử thả rông một đêm xem sao? Nhớ comment cảm nhận xuống bên dưới phần bình luận cho chất xám biết với nhá. Từ những tác dụng thần thánh nói trên, chiêu thức vườn không nhà trống tưởng không tốt mà hóa ra lại tốt không tưởng phải không nào? Thế nhưng để đạt được những lợi ích tuyệt vời này, công các bà cũng cần đảm bảo môi trường phòng ngủ nhà mình phải thật thông thoáng, sạch sẽ. Bởi thay vì quần áo, làn da sẽ tiếp xúc trực tiếp với chăn ga gối đệm của giường ngủ. Vậy nên, nếu như các ông không muốn gặp vấn đề về da thì tuyệt đối chú ý đảm bảo vệ sinh cá nhân và thay mới định kỳ các món đồ này thường xuyên nhé. Tất nhiên, cũng cần dọn dẹp thường xuyên nữa để chắc chắn rằng lũ côn trùng, chuột hay gián không thể ghé thăm và cấu xé anh em trong giấc ngủ được. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, trước khi áp dụng phương thức ngủ hòa mình với thiên nhiên này, các ông cần chắc chắn mình sẽ không bị mộng du cái đã, kẻo không là hậu quả khó lường lắm luôn à nha. Với những anh em sở hữu làn da bẩm sinh mỏng manh nhạy cảm thì tôi rất tiếc phải nói, đây không phải là phương pháp phù hợp dành cho các ông rồi. Tuy nhiên, các trang phục mỏng, nhẹ và mát cũng sẽ khiến cơ thể cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều trong những giấc ngủ say nồng đấy. Ok, đến đây thì tôi hỏi anh em thích kín cổng cao tường hay là trần trụi với thiên nhiên khi ngủ hơn? Để lại comment xuống bên dưới cho tôi biết với nhá. Tôi là Chất Xám, hãy bấm nút đăng ký kênh để có thêm nhiều thông tin bổ ích từ tôi mỗi ngày nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp của các ông xin để lại dưới phần comment, Chất Xám rất vui lòng giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye!